Audio Jungle. Audio Jungle. Chào mừng quý vị và các bạn đến với công ty trách nhiệm hữu hạn điện công nghiệp Himelo. Công ty trách nhiệm hữu hạn điện công nghiệp Himelo là đơn vị chuyên cung cấp các sản phẩm đầu cáp hộp lối cáp hạ thế và đầu cáp hộp lối cáp trung thế, sản phẩm của hãng 3M, một thương hiệu nổi tiếng toàn cầu. Hôm nay chúng tôi sẽ giới thiệu qua một số cái sản phẩm đầu cáp hộp lưới cáp hạ thế và trung thế của 3M mà công ty trách nhiệm hữu hạn điện công nghiệp Himelo phân phối. Về phần hạ thế chúng tôi có các sản phẩm như đầu cáp co nhiệt hạ thế này, đầu cáp co nhiệt hạ thế này, rồi hộp lưới cáp co nhiệt hạ thế này, hộp lưới cáp dạng khuôn đúc khuôn nhựa đổ keo resin này, hộp lưới cáp dạng cuốn băng đổ keo resin này. Phần trung thế thì có các sản phẩm như đầu cáp co nhiệt trung thế lưới 24 kV, đầu cáp co nhiệt trung thế 24 kV trong nhà này, đầu cáp co nhiệt trung thế 24 kV ngoài trời này. Về giải 36 kV thì 3M cũng có, tuy nhiên là nó không thông dụng, do đó là chúng tôi không có nhập về. Chuyển sang cái chủng loại đầu cáp co nguội trung thế thì đây có co nguội trung thế 24 kV trong nhà này, co nguội trung thế 24 kV ngoài trời này, đầu cáp co nguội trung thế 36 kV trong nhà này, đầu cáp co nguội trung thế 36 kV ngoài trời này, đầu cáp T-Plug 24 kV này, đầu cáp Enbow 24 kV này, đầu cáp nối thẳng đầu cáp Shed 24 kV này, đầu cáp T-Plug 36 kV này. Về phần giải pháp đầu cáp Enbow 36 kV thì 3M không có, do đó chúng tôi dùng cái giải pháp đầu cáp Enbow 36 kV của hãng Rechem. Đây là đầu cáp Enbow 36 kV của Rechem. Về phần hộp lối cáp ngầm trung thế thì 3M có một số các sản phẩm hộp lối cáp dạng cuốn băng đổ keo, như đây có cuốn băng đổ keo loại mã VN5B cho lưới 24 kV này, đây là hộp lưới cáp cuốn băng đổ keo 24 kV này, rồi hộp lưới cáp cuốn băng đổ keo 36 kV này, mã VN6B này. Ngoài ra thì về hộp lưới cáp ngầm trung thế thì 3M sẽ có thêm một số cái hộp lưới cáp dạng co nguội bên trong rồi bỏ co nhiệt bên ngoài, hoặc là co nguội bên trong rồi dạng đổ keo bên ngoài. Về kho hàng thì hiện tại đây trên kho hàng của chúng tôi có rất nhiều sản phẩm với các cái mã hàng và số lượng cũng tương đối lớn để có thể phục vụ khách hàng cách nhanh nhất. Đó. Cảm ơn quý vị các bạn đã quan tâm theo dõi. Nếu quý vị các bạn có nhu cầu thì hãy vui lòng liên hệ công ty trách nhiệm hữu hạn điện công nghiệp Himelo.